Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì bên em sẽ tiến hành đi dây cũng là lắp đặt mẫu camera hành trình Web Vision M39X trên một chiếc xe Hyundai Grand i10 1.2. Vâng, và bây giờ em sẽ mở hộp chiếc camera Web Vision M39X này và chúng ta sẽ cùng xem bên trong sẽ gồm bao gồm những gì các bác nhé. Vâng, ở phía bên trong thì sẽ bao gồm là một sổ Navitel. Cái này là sẽ hướng dẫn các bác sử dụng phần bản đồ dẫn đường. Tiếp theo là một sổ hướng dẫn sử dụng camera hành trình Web Vision M39X. Cả hai cuốn sổ này thì đều bằng tiếng Việt các bác nhé. Các bác có thể tham khảo cái cách hướng dẫn sử dụng cam cũng như là hướng dẫn sử dụng bản đồ. Đây là thẻ bảo hành. Thì ở đây chúng ta sẽ có tên này, địa chỉ, số điện thoại của trung tâm bảo hành Web Vision sẽ có ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội thì các bác có thể đến địa chỉ là số 33 ngõ 121 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Và thành phố Hồ Chí Minh thì các bác có thể đến 232-17 đường Cao Thắng, phường 12, quận 10. Phía đằng sau này thì sẽ bao gồm có mã ID này cũng như là mã code để các bác có thể check hàng chính hãng và số hỗ trợ kỹ thuật. Đó. Tiếp theo đây chính là phần thân máy. Đây là chính là camera hành trình Web Vision M39X. Đây chính là chiếc thân cam Web Vision M39X này, các bác có thể thấy này. Tên cam Web Vision, mã ID này, mã email để các bác có thể check được hàng chính hãng của các bác và tem chống hàng giả. Đây chính là phần mắt cam trước với logo Web Vision M39X ở bên trên này. Ở đằng trước đây. Đó, màn hình 9.66 inch, gần 10 inch. Chúng ta sẽ cùng mở hộp phụ kiện ra để xem bên trong sẽ có bao gồm những cái gì các bác nhé. Vâng, ở chiếc Web Vision M39X này thì sẽ có hai vị trí lắp đặt. Một là vị trí lắp đặt ốp gương, hai là đặt mặt táp lô. Ngày hôm nay thì bác chủ xe sẽ đặt mặt táp lô chiếc camera Web Vision M39X này trên chiếc Hyundai Grand i10. Ở trong hộp phụ kiện thì chắc chắn về nếu như các bác đặt mặt ốp gương thì chắc chắn là sẽ không thể thiếu hai cái đai cao su này rồi, để nó có thể giữ được trên gương các bác. Tiếp theo là một chiếc đế để các bác có thể đặt mặt táp lô. Đó, miếng dán 3M ở dưới. Dây tín hiệu cam sau và mắt cam sau. Những bác nào mà mua hàng bên em về để tự lắp đặt thì các bác lưu ý giúp em là khi nhận hàng ấy thì các bác kiểm tra cho em trong túi mắt cam sau này sẽ có hai cái ốc nhỏ này để các bác có thể bắt và giữ được cái mắt cam sau nó cho nó chắc chắn hơn các bác nhé. Và mỗi một chiếc cam, mỗi một trong một chiếc túi dây mắt cam sau thì bao giờ cũng sẽ có hai cái ốc như này. Đó. Dây tín hiệu GPS này để các bác có thể sử dụng phần bản đồ dẫn đường Navitel. Và cuối cùng là dây tín hiệu, dây nguồn, không thể thiếu. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đưa lại những cái phụ kiện này cho các bạn kỹ thuật. Và bạn kỹ thuật sẽ tiến hành đi dây cũng là lắp đặt mẫu camera hành trình Web Vision M39X này trên chiếc xe Hyundai Grand i10 các bác nhé. Vâng, kỹ thuật bên em đang tiến hành đi dây chiếc camera Web Vision M39X trên chiếc xe Hyundai Grand i10. Còn đây chính là giao diện của chiếc camera Web Vision M39X. Các bác ở trên này các bác có thể thấy là dây sẽ bao gồm 3 dây. Dây nguồn, dây tín hiệu mắt cam sau và dây GPS từ trái qua phải. Và phía ở bên trên này các bác có thể thấy là sẽ có hai cái khe này. Một là khe thẻ nhớ, hai là thẻ SIM. Đó, bác rất là dễ lắp. Và dây các bác có thể nhìn thấy là dây này sẽ được toàn bộ đi theo cái viền mép của xe. Toàn bộ sẽ được đi theo viền mép này. Ra đến giao diện hộp đây, ra đến cái chỗ hộp nhựa đây. Lên phía bên trên này. Đây chính là vị trí đặt thiết bị GPS, cục GPS. Cái cục GPS này thì các bác có thể đặt một là ở góc phía bên tay phải đây các bác nhé, dưới tem đăng kiểm.
Hai là các bác có thể đặt phía bên tay trái đây. Tùy theo dây các bác đi như nào, các bác đi bên nào thì cái cục tín hiệu sẽ đi theo bên đấy. Vị trí đặt nữa là các bác có thể đặt ở cái phần hốp nhựa này, bên trong này. Nếu bác nào thích thẩm mỹ, không sợ, không muốn lộ những cái cục GPS hoặc là dây ra thì các bác có thể đặt hết ở phía bên trong hốc này các bác nhé. Nhưng mà em khuyên không nên đặt. Tại vì làm sao? Tại vì khi các bác đặt cái cục mà GPS ở trong hai bên hốc nhựa này thì cái tín hiệu GPS nó sẽ bị bắt yếu đi, làm cho cái phần hiển thị GPS này này, cái tín hiệu vệ tinh này nó sẽ bị giảm đi. Đó. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần bản đồ dẫn đường của mình. Và khi các bác đi được dây ra đến phía đằng này rồi thì dây nguồn sẽ được đi theo cái phần gioăng cao su này xuống phía dưới hộp để đồ đây. Toàn bộ sẽ được đi phía sau này, đi phía bên dưới và ra đến cái chỗ tẩu đốt thuốc lá đây. Đây chính là cái vị trí lắp dây nguồn này. Đó. Và dây tín hiệu cam sao còn lại thì các bác có thể đi đường theo cái gioăng cao su này, này ra đến phía sau. Đó. Một cái lưu ý nữa, khi mà các bác tự lắp đặt, các bác nhận hàng xong thì các bác kiểm tra cho em cái dây nguồn này các bác nhé. Cái đầu ở đây này thì các bác có thể tháo được ra, các bác vặn ra được. Thì bên trong cái nguồn này nó sẽ có một cái cầu chì và một cái lò xo. Thì các bác nên lấy cho em một cái đoạn ống hút bình thường mà các bác hay dùng ấy, lồng vào trong cái lò xo đấy. Để khi mà các bác cắm cái phần tẩu này vào cái cầu chì thì hai cái phần kim loại này nó sẽ bóp vào và nó sẽ không làm vỡ cái nhựa bên trong, dễ gây đến thứ nhất là cháy cầu chì của cái tẩu này và ảnh hưởng đến cầu chì của xe. Đó, các bác lưu ý giúp em. Ở đây thì bác chủ xe Vinai này đã có phần cam lùi rồi, thì bác chủ xe sẽ không cần đấu cam lùi nữa, mà chiếc cam sau của Webzen M39X thì sẽ lắp ở trong xe và sẽ làm cam hành trình ghi hình trước sau thôi các bác nhé. Đây chính là phần cam sau, cam lùi của chiếc Hyundai Venue 10. Bây giờ thì kỹ thuật sẽ đi nốt dây tín hiệu cam sau. Đó. Dây tín hiệu cam sau sẽ được đi theo cái viền xe nhảy các bác này. Đó, đây. Đi ra đến đây. Vẫn đi theo cái gioăng cao su này ra đến phía đằng sau. Còn đây chính là giao diện của chiếc camera hành trình Webzen M39X các bác nhé. Đây chính là phần ghi hình. Ở đây hiện tại thì bạn kỹ thuật chưa gắn cái mắt cam sau, nên ở đây chúng ta sẽ chỉ có mắt cam trước thôi. Với màn hình 9,66 inch gần 10 inch thì các bác có thể dễ dàng là xem được toàn màn hình. Và cái độ rộng của mắt cam trước lên đến 140 độ các bác nhé. Đó, các bác có thể dễ dàng gạt lên gạt xuống này, hoặc là các bác có thể dễ dàng zoom này bằng cách là kích đúp vào màn hình, kích đúp vào màn hình như này. Đó, các rất có thể dễ dàng zoom và vẫn gạt lên gạt xuống bình thường các bác nhé. Đây chính là ghi hình trước sau. Ở đây thì em đã lắp cái phần thẻ nhớ vào rồi, thì những bác nào muốn xem lại những cái file mình đi thì các bác có thể bấm vào cái phần thư viện ở trên này. Thì toàn bộ những cái file lưu về hành trình bình thường nó sẽ nằm ở phía dưới này các bác này. Đây chính là những file lưu hành bình thường. Bác nào muốn xem nguyên cam trước thì các bác bấm vào cam trước, xem nguyên cam sau bấm vào cam sau. Và chế độ 2 cam nó sẽ tổng hợp toàn bộ file của 2 cam ở đây. Ở trong cái mục này thì em chỉ lưu ý với các bác là ở trong cái phần file lock này, này nó sẽ là file khóa của các bác. Tức là nó sẽ khóa lại những cái file va chạm của mình. Thỉnh thoảng các bác vào lại cái file lock này và những cái file nào mà các bác cảm thấy là mình không sử dụng đến thì các bác có thể tích vào cái thùng rác này cho em và bấm chọn tất cả và xóa đi. Tại vì những cái file lock
nó sẽ không tự động xóa đi được, mà các bác phải tự động xóa bằng tay. Khi mà file đấy nó quá nhiều rồi thì nó sẽ không, cam của các bác nó sẽ không lưu nữa các bác nhé. Tiếp theo là trong cái phần cam hành trình này, nó sẽ có một cái chế độ là chế độ chụp ảnh ấy. Các bác nhìn thấy cái phần máy ảnh đây, mình muốn lưu lại cái đoạn ảnh nào ấy, mà không cần phải quay hình hay gì, mà mình chỉ cần chụp thôi, thì các bác bấm vào phần máy ảnh này. Đó, thì nó sẽ chụp ảnh lại cam trước và cam sau đồng thời, và lưu ở trong cái phần capture này các bác nhé. Đây chính là hình ảnh cam trước này. Đó. Đó. Đó, đây là cái phần chế độ ghi hình trước sau. Tiếp theo là chế độ Bluetooth. Cái chế độ Bluetooth này thì nó chỉ có hỗ trợ các bác là kết nối với điện thoại của mình để nghe gọi điện thoại ở trên xe thôi, chứ nó sẽ không có chức năng phát nhạc từ điện thoại ra cam các bác nhé. Nó đây là chức năng đàm thoại rảnh tay, nó chỉ có chức năng là kết nối điện thoại để nghe gọi điện thoại thôi. Tiếp theo là chức năng FM. Ở trên cam hành trình WebVision M39X và những cái dòng cam thông minh của WebVision thì cái phần FM này thì nó chỉ là phần hệ FM thôi các bác ạ. Cái FM này nó sẽ giúp các bác là đồng bộ âm thanh từ trên chiếc cam của mình xuống dưới dàn loa của ô tô. Bằng cách như nào? Ở phía dưới của xe ô tô của mình, các bác chỉnh cho em một tần số trống. Ví dụ như ở đây em sẽ chỉnh một tần số trống là 9888 đi, 88.6 này. Nó sẽ có cái tiếng xô này. Đấy, các bác để ý này. Đó. Cái phần đây là một cái tần số trống. Tần số trống bao giờ nó cũng sẽ có tiếng xôi. Và phía ở trên cam, các bác bấm vào phần chữ mở này cho nó hiện chữ đóng lên, và chỉnh cho em tần số trùng với tần số ở dưới là 88.6. Đó, khi mà các bác chỉnh được hai tần số giống nhau đây là 88.6 này, thì nó sẽ mất cái tiếng xôi đi. Và khi này thì toàn bộ âm thanh của chiếc camera hành trình nó sẽ xuống dưới dàn loa của ô tô các bác nhá. Tên theo tin. Đó. Tên theo tin M13. Đó, tức là khi mà các bác sử dụng những cái tính năng ví dụ như nghe nhạc, xem phim, hoặc là những cái phần cảnh báo trong phần camera, cũng như là phần bản đồ dẫn đường, thì toàn bộ những cái cảnh báo này nó sẽ xuống dưới dàn loa của ô tô của các bác hết. Một cái lưu ý là khi mà các bác đồng bộ âm thanh như này thì cái loa xe ô tô của các bác nó chỉ đơn thuần là một cái loa không thôi. Và những cái ứng dụng thì các bác sử dụng ở trên này. Và nếu như các bác muốn sử dụng FM của xe ô tô hoặc là những cái chương trình của ô tô thì các bác phải vào phần FM ở trên chiếc cam này, và bấm vào chữ mở, bấm vào chữ đóng này, cho điện chữ mở lên. Tức là tắt cái phần FM ở trên cam. Và ở phía dưới này các bác sử dụng những cái chương trình mà các bác muốn các bác nhá. Tiếp theo nữa là phần bản đồ dẫn đường, nó chính là phần định vị GPS này. Ở đây thì chắc là em sẽ chỉ hướng dẫn các bác là cái cách mình chọn cung đường như thế nào thôi. Tại vì ở trong cái phần bản đồ dẫn đường Navitel này thì bên em đã tiến hành cài đặt cũng như là chỉnh hết cho tất cả các bác rồi. Thì khi mà các bác muốn chọn một cung đường nào ấy, các bác bấm vào cái phần ba gạch này giúp em này. Bấm vào phần tìm kiếm. Thì ở trên này nó sẽ ra làm hai cái là theo địa chỉ với theo địa điểm. Các bác để ý này. Theo địa chỉ là các bác có số nhà cụ thể, có tên đường, thì các bác bấm vào phần địa chỉ giúp em. Còn ví dụ như là các bác đi phần địa điểm thì nó sẽ là những cái nơi công cộng, ví dụ như là trường học, bệnh viện hay là sân bay gì gì đó, chùa chiền, thì các bác bấm vào theo địa điểm. Còn ở đây em bấm vào theo địa chỉ. Hiện tại thì ở đây em đang lắp cho một bác chủ xe ở Tam Hiệp Phúc Thọ, và em sẽ tìm về địa điểm cơ sở Thái Hà bên em. Em bấm vào theo phần địa chỉ này. Quốc gia thì em sẽ chọn là Việt Nam. Vùng hành chính thì nó là tỉnh rồi, Hà Nội. Đường phố thì em sẽ chọn là Thái Hà. Ở đây thì các bác gõ cho em là phần không dấu các bác nhá. Và một số bác hay hỏi em là tại sao gõ mà chữ nó hay bị biến mất như này. Vì bản đồ Navitel này là bản đồ Navitel Việt, sử dụng là bản đồ offline. Thế nên là các bác khi các bác đánh đến đâu ấy, chữ sẽ mất đến đấy. Nhưng mà các bác gõ đúng thì chữ nó vẫn hiện ra. Cái chữ mất này là để hiển thị cho các bác là cái dữ liệu mà các của những chữ tiếp theo này nó sẽ không có các bác nhé. Ví dụ Thái Hà đây, bấm Thái Hà này, chọn số nhà 121, ngõ 121 này. Đó, em bấm vào đi này, thì nó sẽ chọn cho các bác là ba cung đường, 25 cây, 32 cây và 29 cây. Chọn cung đường ngắn nhất là 25 cây này, bấm đi một lần nữa. Đó, thì các bác để ý là nó sẽ vạch cho các bác cái cung đường màu xanh này.
và đồng thời là những cái biển báo ở trên cái cung đường chuẩn bị đến hoặc là những cái điểm mà thay đổi tốc độ nó sẽ nằm hiện hết ở phía bên tay phải các bác nhá. Ví dụ như là 5,4 cây nữa thì sẽ có một biển thay đổi tốc độ là 60 cây, 7,2 cây nữa là thì biển tốc độ 80 cây và 10 cây nữa thì sẽ có một điểm là camera giao thông này. Đó các bác để ý đây. Và phía bên này nó sẽ hiển thị cho các bác là phần rẽ trái, rẽ phải cũng như là công tơ mét, số công tơ mét các bác đang chạy, thời gian đi và khoảng cách còn lại của quãng đường đấy. Ví dụ như các bác ngồi ở xe, các bác xem trước cái quãng đường mình đi thì các bác có thể bấm vào cái phần màu vàng này. Các bác bấm vào phần minh họa lộ trình đây. Và chọn có thì nó sẽ chạy trước cái quãng đường đấy cho các bác xem các bác nhá. Ở đây thì em sẽ quay ra em sử dụng cái phần FM đi để cho nó đồng bộ âm thanh dùng cái dàn loa ô tô. Và em mở lại cái này. Đó các bác thấy không? Khi mà các bác đi đường á thì đoạn nào rẽ trái rẽ phải nó sẽ thông báo hết cho các bác, và đoạn nào có tốc độ đi bao nhiêu hoặc là thay đổi tốc độ bao nhiêu nó cũng sẽ báo hết cho tất cả các bác coi nhá. Đó, rẽ trái. Ví dụ như ở cung đường này 50 km này, khi mà ra ngoài kia có đoạn nào 60 thì nó sẽ báo cho các bác là 100 m phải trái, thì nó sẽ báo cho các bác là tốc độ giới hạn là 60. Đó, khi mà các bác không muốn xem nữa thì các bác bấm vào đây, chọn dừng này, và các bác đi theo cái lộ trình nó đã vạch cho các bác màu xanh, và toàn bộ những cái rẽ trái rẽ phải như vừa xong ấy thì nó sẽ báo cho tất cả các bác. Và các bác thao tác như thế một lần nữa thì nó sẽ trở về bản đồ ban đầu. Đó, ok, bạn kỹ thuật đã lắp xong mắt cam sau. Có rồi em ơi, đây chính là phần cam sau này. Đó các bác thể thấy này, đây chính là phần cam sau, và đây là chế độ hai cam này, nó sẽ chia đôi màn hình của các bác ra, một bên là cam trước, bên là cam sau. Đó, rất là dễ sử dụng. Và khi mà mình đang ở chế độ hai cam này các bác nhá, các bác muốn vào một cái cam nào bất kỳ các bác có thể kích vào cái cam đấy thôi. Đó, cam sau này, cam trước này, nó rất là đơn giản, thao tác toàn bộ ở trên chiếc cam hết. Một cái nữa đó là phần CH Play này. Nó thì nó cũng như những cái điện thoại Android khác thôi, các bác chỉ cần một chiếc sim 4G có mạng, một tài khoản Gmail, các bác có thể dễ dàng đăng nhập cái CH Play để tải những cái ứng dụng như là Zing MP3, YouTube, nhà của tôi về để các bác thư giãn hoặc là các bác trải nghiệm trên xe thôi. Và một cái phần nữa mà các bác tài cũng rất hay để ý, rất hay quan tâm, đó chính là phần mềm K-Sip. Đây chính là phần mềm giám sát xe từ xa. Nôm na là các bác cho người khác mượn xe thì các bác có thể giám sát được xe của mình là, thứ nhất là đang ở vị trí nào, GPS đang xe đang ở vị trí nào. Cái thứ hai là cam trước cam sau, các bác có thể theo dõi được là xe mình đang chạy cung đường ở đâu, theo dõi được camera luôn và xem lại được cái lộ trình của xe đi trong vòng 365 ngày các bác nhé. Chỉ với một chiếc sim 4G và tầm một phần mềm tên là phần mềm K-Sip cài trên điện thoại thì các bác có thể dễ dàng sử dụng cái phần mềm theo dõi quản lý xe này rồi. Đó, và chúng ta sẽ cùng ra đến phía đằng sau nơi vị trí mắt cam sau mà bạn kỹ thuật bạn đi vừa lắp xong các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy đây chính là vị trí mắt cam sau ở trong xe này. Đó, đây chính là mắt cam sau của chiếc camera hành trình Web Vision M39X. Logo Web Vision M39X này. Ok, ông anh lên xe. Vậy là bên em kỹ thuật đã lắp xong chiếc camera hành trình cho chiếc xe Hyundai Grand i10 này rồi. Và hiện tại Web Vision đang có hơn 200 đại lý trên toàn quốc, cũng như là hơn 100 đại lý ở ngoài phía miền Bắc để phục vụ tất cả các bác tài có thể dễ dàng tìm hiểu cũng như là được tư vấn lắp đặt về những cái dòng sản phẩm camera hành trình trên ô tô. Các bác có thể tham khảo camera hành trình tại website webvision.vn.
và link chi tiết sản phẩm cũng như là website thì em sẽ để hết ở phía dưới phần mô tả clip này. Và cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip này của em, và chúc tất cả các bác có một buổi lái xe thật an toàn, và hẹn gặp lại các bác ở những cái clip tiếp theo. Xin chào tất cả các bác.